chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Học ngữ pháp tiếng Trung cùng Sweden. Hôm nay chúng ta sẽ phân biệt cách dùng của dài, trần, trần dài. Ba từ này đều là phó từ dùng để biểu thị sự tiếp diễn, trạng thái tiến hành của động tác. Đã là phó từ, các bạn nhớ chúng ta sẽ đặt trước động từ. Và cuối câu các bạn có thể thêm n để chúng ta có ngữ khí được nhẹ nhàng hơn. Và thường thì ba từ này chúng ta sẽ dịch với nghĩa tiếng Việt là đang làm một việc gì đó. Chẳng hạn các bạn muốn hỏi bạn đang làm gì đó thì các bạn có thể nói 你在做什么呢? Hoặc là 你正做什么呢? 你正在做什么呢? Hoặc là 你做什么呢? Vậy ở đây các bạn có thể dùng đơn lẻ những phó từ này, không cần nơ cũng được. Hoặc là đơn lẻ nơ không. Hoặc là các bạn có thể kết hợp phó từ cùng với trợ từ ngữ khí nơ. Vậy để trả lời mẫu câu mình đang nấu cơm, để diễn đạt hành động đó đang tiến hành, chúng ta cũng dùng phó từ trên 我在做饭呢，我正在做饭呢，我正在做饭呢，我正在做饭呢，我正在做饭呢，hoặc là 我做饭呢，我做饭呢。Vậy giữa ba từ này trong cách dùng có những điểm nào mà nó khác nhau? Thì điểm khác nhau đầu tiên ở đây chính là khi các bạn sử dụng trần để nhấn mạnh sự tiến hành trong thời điểm nào đó, nhấn mạnh về thời gian nha các bạn. Và sau trần này chúng ta sẽ cộng với cụm động từ, nghĩa là nó không được cộng với động từ đơn lẻ. Chẳng hạn bọn mình đang thảo luận. Thảo luận ở đây là động từ nó đứng một mình như vậy. Thì chúng ta dùng trần thì câu của mình chưa có hợp lý. Nó vẫn chưa là một câu hoàn chỉnh. Vậy để câu này hoàn chỉnh hơn thì phía sau trần này cần là cụm động từ. Vậy cụm động từ thì phía sau động từ này các bạn có thể thêm tăng ngữ. Chẳng hạn như chúng ta thêm tăng ngữ là 一个问题, thảo luận một vấn đề. 我们正讨论一个问题. Hoặc đối với một số trường hợp khác, các bạn có thể thêm những từ khác chỉ về bộ ngữ xu hướng vân vân. Còn trường hợp này thì dài, trần dài vẫn dùng được, nghĩa là phía sau dài, trần dài có thể là động từ đơn lẻ hoặc cũng có thể là cụm động từ ha, nó không có khắt khe như với trần. Bọn mình đang thảo luận thì có thể dùng dài hoặc là trần dài. 我们在讨论 Và điểm khác nhau thứ hai khi các bạn sử dụng dạng phủ định. Đối với zài, chúng ta có dạng phủ định có thể là 不在, 没在, 没有在. Chẳng hạn mình hỏi anh ấy đang gọi điện thoại à? 他在打电话吗? 打电话 là gọi điện thoại ha. 他在打电话吗? Vậy các bạn muốn nói là anh ấy không đang gọi điện thoại, dùng dạng phủ định, thì ở đây các bạn có thể dùng một trong ba cách trên. 他不在打电话 他没在打电话 他没有在打电话 Ba cách này đều được hết. Còn đối với trần thì nó không có hình thức phủ định. Mặc dù ở đây các bạn thấy là người ta nói là có thể dùng mấy hoặc là mấy dỗ để trả lời dạng phủ định. Tuy nhiên ở đây chúng ta bỏ luôn từ trần. Các bạn sẽ không nói giống như bên dài là mấy dài, mấy dỗ dài đó không. Bên này các bạn không được nói là mấy trần, mấy dỗ trần. Nên chúng ta có trần sẽ không có hình thức phủ định. Chẳng hạn anh ấy đang trên lớp. 他正上课呢. Vậy thì dạng phủ định của nó sẽ là 他没有上课 Còn 他没正上课 thì trường hợp này sẽ là không đúng. Vậy các bạn nhớ dạng phủ định 在 thì chúng ta sẽ có ba hình thức này. Còn 正 thì các bạn dùng 没 hoặc là 没有. Dạng phủ định của 正在 là 不是正在 và chúng ta không dùng 不 hoặc là 没有. Chẳng hạn bạn đang nghe nhạc đó à? 你是不是正在听音乐呢? 你是不是正在听音乐呢? Vậy các bạn muốn trả lời dạng phủ định là mình không có đang nghe nhạc, mình đang xem phim, thì chúng ta sẽ dùng dạng phủ định là 不是正在 我不是正在听音乐
我正在看电影呢。我不是正在听音乐，我正在看电影呢。 Vậy đối với dạng phủ định các bạn sẽ thấy ba từ này sẽ có ba hình thức phủ định khác nhau. Zà sẽ là bù zà, mẹ zà, mẹ dỗ zà. Còn trần thì không có dạng phủ định thì các bạn có thể dùng là mẹ hoặc là mẹ dỗ. Còn trần dài một khi các bạn dùng để trả lời dạng phủ định thì chúng ta sẽ dùng là bù sư trần dài. Vậy dựa theo hình này các bạn thử trả lời tha zà zua sà mà nớ. Thà zài zuò sà mà nớ. Lên mạng sẽ là sàng quảng. Thà zài sàng quảng. Thà zài sàng quảng. Thà zài zuò sà mà nớ. Thà zài mải chài. Thà zài mải chài. Thà mần zài zuò sà mà nớ. Thà mần zài zuò sà mà nớ. Thà mần zài 唱歌,他们在唱歌. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.